Vâng, hello, chào tất cả chị và các bác nha. Chị hôm nay mình sẽ lên cho em một xe Honda đến từ Nhật và là số tự động máy không bản full sáng quá chị, bản full 2.0 số tự động cửa sổ trời luôn nha, chạy xuống đó chị. Và đặc biệt cái dòng máy của con siêu âm bản 1.8 nha, tại vì 2.0 là máy mới. Cái máy giống như CGV chị á, CGV ở đây máy là 345, cái này máy chỉ là 3255. Từ bữa về của quay 265 á, mà máy hôm nay thật sự ra là ế lắm chị, nên là em bớt xả lỗ tất cả những xe mới lấy về, hay là xe mới lấy về thì bán rẻ tí, còn mà xe nào lâu thì bán tốt một tí. Nhưng mà em sẽ đi đâu khác sân xe mình đã làm lại hết rồi, đây hết rồi, từ viền măng viền nhỏ viền to măng rõ rất là mới nè, đẹp quá, ok chưa, sốt thì đậm luôn, chạy xuống luôn, giá tiền cũng như đâu có 2.5 triệu, không được chơi mè rồi cửa sổ trời đó. Bảy là biển Sài Gòn dễ nhìn thế này, thì 7, 9, 8, 10, 16 là gì, camera che, màn hình nghe bô luôn anh chị ha, bản 2.0 mà Evitec máy mới anh chị ha, dòng này thì chạy 100 cây tầm khoảng 8,5 nha, cúp luôn cúp ly rất là đẹp anh chị, và đặc biệt cái xe này anh chị, cái dàn ghế da zin luôn nha, cúp luôn cúp ly mà nói thật ngon, ai cũng nói bỏ đây ghê đó, thấy chưa, đó, màn hình chà bá luôn anh chị nha, em mới vừa lên màn hình luôn anh chị, đó, rồi luôn anh chị ha, đã chưa? Nó xịn nha. Màn đó là nó xịn đó, túp lô túp ly này thấy đẹp không? Kêu chỉ nguyên bản nè, ghế da zin nè, lót sàn 5D nè, cửa sổ trời, bon điện nè, đầy đủ hết anh chị ha. Nói chung mà giá này nó cũng rẻ anh chị chứ không có cao anh chị nha. Thị trường thì xe này nó rơi vào tầm, thế mà xe cọp thì nó rơi vào tầm khoảng là 250-280. Xe này thì nó vừa hơn, nó không có cọp anh chị. Ha, cho nên để cho anh chị mình là 255. Thì anh em nào ưng cái mẫu này thì liên hệ cho anh Thành Quân số là 0866 6789 71 ha. Ở đây em có thêm một xe này nữa nè anh chị, CGV nè, Honda nè. Thì em này để cho anh chị em mình là số tiền chỉ có là 345 thôi. Từ bữa giờ nó lẽ là có khách của tôi là tính là bán rồi. Rồi sao mà cái anh con sao thấy về anh vợ anh sao xin lại lại kiểu như vợ anh chơi xe bụi nó sao. Thì xe này nó bật liền, năm chỗ dọc cao, nó giống như con Range Rover mà nó rất cao của chị. Thì đó, em thích là cái thứ 1 thôi, thì nó nghe rồi. Dọc ràm càng cao dễ chạy. Xét cho mình đăng ký nha. Máy 2.4 thì xe này em để cho anh chị mình với số tiền là 345. Nói thì anh em nội mẫu nào cũng dễ cho anh Thịnh nha. Em cảm ơn nhiều.